Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hãy quên với trời hạnh phúc mới. Thấy được những đường nét âm thanh, những sự chi tiết của một bản nhạc, một bài hát khi được thể hiện bằng cặp loa. Và trong cặp loa ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác là một đôi loa rất là đặc biệt, với cách thiết kế cũng như là tất cả những cái sự hoàn thiện sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự mới mẻ trong những phong cách chơi nhạc, những dòng âm thanh, những dòng loa có thể sử dụng trong những không gian gia đình. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay là một sự phối hợp giữa một kích thước cũng như là một hình dáng của một đôi loa pool và cấu tạo bên trong, thì chúng ta sẽ có được trong cái dòng loa rất là độc đáo. Tại vì đây là một dòng loa bát đồng trục, tức là chúng ta sẽ có duy nhất một chiếc bát và nó sẽ có cả phần chép và phần bát, nó nằm trong hệ thống loa. Và ở bên trên đây là một phần lỗ thông hơi rất là lớn, còn duy nhất chúng ta có thể nghe nhạc ở con bát nằm phía bên này. Đây là một đôi loa phiên bản Wingwood D12 và nó sẽ cho chúng ta được một cái sự mới mẻ về kể cả phong cách chơi cũng như là cách thiết kế và đặc biệt là chất âm. Chất âm của những dòng loa đồng trục thì chúng ta có thể nghe nhiều, xem nhiều trên mạng hoặc là ở những đôi loa đắt tiền, đôi loa Tenor. Nhưng đối với những dòng loa phun này, để phối hợp được một chiếc bát đồng trục vào thì nó là một trong những cái vấn đề nó sẽ rất là mới lạ. Tại vì ở trên thị trường hiện tại thì chưa thấy có bất cứ một đôi loa phun nào mà được thiết kế bát đồng trục như thế này. Và đối với cặp loa này thì chúng ta sẽ có thể khai thác được mức âm lượng cực kỳ lớn, lên tới 2800W. Đây là những cái thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã đưa về, và bên em cũng đã test với những không gian lớn và đặc biệt là chơi ở mức âm lượng lớn một thời gian dài. Chúng ta có thể thấy được một cái sự liền lạc trong những giải âm thanh, và đặc biệt là cái giải lời hát nó sẽ được bộc lộ cách rõ nét và tuyệt vời nhất. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thông số của cặp loa Wingwood D12, và lát nữa thì em sẽ test một đoạn karaoke chúng ta thấy được một cái sự khác biệt, một cái sự chênh lệch lớn của một loại rất là chất lượng, rất là độc lạ, độc đáo và mang một mức giá trị cũng tương đối cao, 50 triệu đồng cặp loa này các bác nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hình dáng bên ngoài của cặp loa. Chúng ta có thể thấy được rằng đôi loa này nó có một cách thiết kế giống rất là giống với những dòng loa full. Nhưng thay vì loa full nó sẽ có một bát và một chép kèn, thì đôi loa này nó sẽ chỉ có duy nhất một chiếc bát ở phía dưới và con chép nó sẽ nằm ở phía trong. Chúng ta có thể thấy được cái phần sáng màu trắng ngọc trai kia, đấy chính là cái họng của con chép. Những dòng loa đồng trục người như chúng ta đã biết thì nó sẽ sử dụng duy nhất một bát loa và chép nó sẽ nằm phía bên trong, sử dụng một cái đường trục dẫn và âm nhạc nó sẽ đưa ra một cách trực tiếp, tức là chúng ta sẽ không cần khoảng cách để có thể nghe được đầy đủ các giải mà chúng ta sẽ nghe trực tiếp luôn. Ở đây vỏ thùng thì chúng ta thấy rằng cái vỏ thùng của con này thì nó cũng khác so với những cái dòng loa full một chút, là nó có một cái phần vát và đặc biệt là nó sẽ sâu hơn loa full, tạo được cho chúng ta được một cái hộp cộng hưởng nó đầy đủ áp suất khi loa nó dao động. Và phía trên nhá, ở phía trên đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống lỗ thông hơi cực kỳ lớn, nó lớn hơn tất cả những cái đôi loa khác hiện tại mà bên em cũng đã từng xem. Nó có cái đường kính của lỗ thông hơi nó phải gần 20 cm, và rất là nhiều những cái áp suất hơi nó sẽ được đẩy qua đấy. Và cái phần bên ngoài được bao bọc bằng một lớp nhựa, đây không phải là sơn sần mà đây là một cái lớp nhựa sần, sẽ không bao giờ có cái tình trạng là xước răm ở trên cái vỏ thùng này, các bác yên tâm di chuyển thoải mái. Và đây là cái thông số kỹ thuật, đây là dòng Wingwood D12 này, có một đường ra và một đường linh. Ở đây chúng ta cũng sẽ đấu rắc theo kiểu là 1+1-. Hiện tại thì những thông số của nhà sản xuất đưa ra cho chúng ta đây,
Giải tần thì đáp tuyến từ 50Hz cho đến 20.000Hz. Công suất 700W cho đến tối đa là 2.800W. Một trong những cái mức công suất khó tưởng tượng ở trên những đôi loa full. Thực sự luôn các bác nhé. Trở kháng là 4 ohm và độ nhạy là 97 dB. Đây là kích thước thùng này, 34, 80 và 42, cao 80, chiều ngang 34 và chiều sâu là 42. Đối với kích thước như thế này thì nó cũng gần gần như là kích thước của những đôi loa full thông thường. Nhưng thực sự là khi bên em đã test thử cái cặp loa này thì em thấy có một cái điểm mạnh, đây chính là cái phần xử lý lời hát. Kể cả khi hát karaoke, nó có một cái sự chi tiết, sự liên lạc cực kỳ lớn, cực kỳ tốt. Và chắc chắn là khi về Việt Nam thì cặp loa này nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta được một cái sự khác lạ so với những đôi loa khác ở trên thị trường. Chúng ta thấy loa đồng trục nó sẽ nằm ở trên những đôi loa thùng đắt đỏ của Tenoy. Những loa full thì chưa bao giờ em nhìn thấy một đôi loa full nào thiết kế đồng trục như thế này. Đây, cặp loa của nó đây. Và em đang sử dụng bộ máy là những thiết bị rời, sử dụng một con vang số, một chiếc đẩy 2 kênh và bộ mic không dây. Em sẽ hát karaoke trên cặp loa này. Và em sẽ hát một bài hát, nó sẽ cho chúng ta thấy được cái phần lời hát bộc lộ tốt nhất. Một bài hát nhạc, phần nhạc đệm bằng guitar đi, để chúng ta sẽ không nghe được nhiều nhạc mà chúng ta sẽ nghe cái phần lời. Phần lời hát của con này cực kỳ hay. Xin mời các bác đeo tai phone vào. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em là ai. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đêm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em thì chỉ biết đó là em. Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến trái tim ta dại quân, rồi từng chiều đêm cho dù biết không cơ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si. Mẹ trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần. Yêu em vì chỉ biết đó là